lắng nghe thật kỹ và áp dụng đúng phương pháp này, 90% bạn sẽ có đơn hàng ngay lập tức. Đó là phương pháp nhờ người dễ tính mở hàng máy may. Phương pháp này đầu tiên các bạn sẽ chọn ra 20 người khách hàng vui vẻ dễ tính. Chúng ta cần có danh sách khách hàng. Thì danh sách khách hàng này á, giống như chúng ta đi mời đám cưới vậy đó. Trong đám cưới chúng ta mời rất là nhiều người, người thân, người quen, bạn bè của chúng ta. Chúng ta hãy chọn lấy 20 người vui vẻ dễ tính. Có thể là bà con bên nội, bên ngoại, bạn bè, hàng xóm, ai cũng được, miễn chúng ta chọn đúng người. Thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng theo 6 bước và 6 mẫu câu như thế này. Bước 1, câu 1, đó là chúng ta sẽ chào hỏi, hỏi thăm. Với một người mà chúng ta gặp hàng ngày, chúng ta có thể là hỏi thăm bằng câu thông thường. Nhưng với một người mà lâu ngày chúng ta không nhắn tin hỏi thăm, thì chúng ta sẽ là chào chị, lâu ngày không hỏi thăm chị khỏe không? Đó. Còn nếu mà chúng ta gặp hàng ngày rồi thì chúng ta nhờ mở hàng thì chúng ta nói là đang làm gì đó. Đó. Chúng ta là có một sự hỏi thăm ha. Nhưng khi người ta đang bận á, mình mời người ta mở hàng, ta đâu có mua. Cho nên phải có hỏi, cái thao tác để hỏi. Và bước 2, câu nói số 2 là chúng ta sẽ làm ấm mối quan hệ bằng cách là chúng ta khen hoặc là chúng ta tạo cái sự vui vẻ cho khách hàng của mình. Ai cũng thích niềm vui hết. Và chúng ta nếu chúng ta biết cách khen khách thì khách sẽ vui lòng và sẽ mở hàng cho mình. Ví dụ chúng ta khen là dạo này em thấy chị đăng hình trên Facebook xinh quá ha. Nếu người ta có đăng hình trên Facebook, hoặc nếu người ta đăng hình con người ta, thì mình khen là hai bé nhà chị dễ thương ghê. Đó. Tức là nếu mà người ta còn không có đăng hình con thì chúng ta là ôm bữa em gặp chị ngoài chợ, em thấy chị mặc bộ đồ đẹp ghê. Đó. Tức là chúng ta phải tìm mọi cách để khen khách hàng của mình, làm ấm, làm thân mối quan hệ. Đó là bước số 2. Bước số 3 là chúng ta sẽ nói câu này: chị ơi, em có việc này nhờ chị một tí nha. Đúng câu này. Và khách hỏi cái gì đó em? Chúng ta sẽ bước qua bước 4 và câu nói số 4. Câu nói số 4 này cực kỳ quan trọng và cần phải áp dụng đúng. Có thể là câu 1, câu 2 các bạn không cần đúng, câu 1, câu 2 các bạn có thể không cần đúng, nhưng câu 4 này tuyệt đối phải đúng. Đó là: chị ơi, em mới tập tành bán hàng nhập khẩu chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Em thấy chị vui vẻ dễ tính, em nhờ chị mở hàng khai trương giúp em một vài sản phẩm để em lấy mai mua bán thuận lợi nha chị. Mai này chị có cần gì em ủng hộ chị hết mình. Đúng mẫu câu này. Các bạn đừng có chế là em mới bán hàng mỹ phẩm, em mới bán hàng Oriflame, hay em mới tập bán hàng online. Nếu chúng ta dùng những từ đó, khách hàng sẽ loại ngay khỏi đầu, không có mua hàng mình luôn. Cả nhà mình nhớ dùng đúng câu nha. Và bước số 5, đó là chúng ta sẽ gửi 4 đến 6 hình sản phẩm khuyến mãi, những cái sản phẩm thông dụng dễ bán nhất. Và bước thứ 6, đó là bước chốt và cảm ơn. Thì cái bước thứ 6 này sẽ có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là khách chọn sản phẩm và mua giúp mình, thì mình sẽ nói là em cảm ơn chị đã mở hàng giúp em, khi nào hàng về em giao nha chị. Chúng ta đừng có hẹn ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hết. Chúng ta cứ nói là khi nào hàng về em giao nha chị. Và chúng ta sẽ nói thêm câu này: chị ơi, em mới tập tành bán còn ít khách, chị có cần thêm món gì ủng hộ em nha. Hoặc biết ai cần dùng sản phẩm em nhờ chị giới thiệu giúp em. Đó là trường hợp khách chọn mua sản phẩm rồi. Còn trường hợp thứ hai là khách làm thinh hoặc là khách không mua. Đó. Thì chúng ta sẽ cần phải hiểu đây là có thể khách đang hết tiền, hoặc có thể là khách đang bận, khách chưa đọc tin nhắn, nhằm khi là con khách mở điện thoại ra chứ không phải là khách. Đó. Hoặc là khách chưa biết cái thông tin sản phẩm mình gửi qua, tức là chúng ta gửi hình mà khách nhìn hình khách không biết đó là cái gì, cho nên khách chưa mua, khách làm thinh. Đó. Thì chúng ta tới cái lúc này chúng ta cần phải có một cái thao tác này. Tức là chúng ta sẽ nói với khách là khi mà khách làm thinh á, chúng ta nói với khách là: chị ơi, chị đã chọn được sản phẩm nào mở hàng giúp em chưa? Đó. Và chúng ta sẽ chọn luôn một hình sản phẩm rẻ nhất gửi qua và vô mẫu bài đăng copy thông tin gửi qua để khách biết đây là sản phẩm gì. Đó. Và mình nói là: chị ơi, hay là chị mở hàng cho em cái món này đi. Đó. Rồi, một trường hợp khi chúng ta đã gửi thông tin một sản phẩm qua khách vẫn không mua, thì chúng ta nhắn tin: em cảm ơn chị đã đọc tin nhắn, chắc hôm nay chị chưa cần mua hàng, hôm nào cần mua ủng hộ em nha.